Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh V Audio Sài Gòn. Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều bình an nha quý vị. Hôm nay V sẽ tiết nhạc cho quý vị nghe một đôi loa, nói chung là lỡ lỡ, kiểu như là không to quá cũng không nhỏ quá, đến từ hãng JBL nha quý vị. Và mức giá của nó cũng dễ chịu quý vị nha. Và đầu tiên, trước khi giới thiệu thì V sẽ giới thiệu cái bộ dây AV này. Bộ dây AV này V bán cũng rất là nhiều rồi. Nó đến từ thương hiệu Acufay nha quý vị. Đây, Acufay nó dài 1 mét nha. Mức giá V bán là 1.100.000. 1.100.000 nha. Còn đây là cái USB chép nhạc sẵn nè. USB với dung lượng, V bán một dung lượng thôi là 128GB. Nó sẽ chứa được gần 2.000 bài hát nha quý vị. Nhạc Bambi là nhạc lossless chất lượng cao, nên là những cái đầu mà Bi thấy những cái đầu giải mã mà Trung Quốc á, nó ít khi đọc lắm nha quý vị, ít khi đọc lắm. Trừ những cái đầu giải mã Trung Quốc mà cái đời cao cao một tí thì nó mới đọc nha. Mặc dù đúng là nó có những cái đầu giải mã Trung Quốc là có cổng đọc cái USB này, nhưng mà ví dụ chúng ta chép nhạc MP3 hoặc YouTube thì nó sẽ đọc, nhưng mà nhạc Bambi là nó sẽ không đọc được. Còn ví dụ chúng ta gắn TV thì máy tính nó đọc hết nha quý vị. 800.000 với dung lượng 128GB, V bán một cái thôi. Gần 2.000 bài hát thì so ra rất là rẻ so với CD phải không quý vị? Và bây giờ V sẽ giới thiệu đôi loa này. Đôi loa này với model là LXE770 quý vị nhé. LXE770. Đây, đúng không quý vị? Thấy nhìn nó cũng không phải là bút xeo, nó cũng không phải là loa thùng dạng như loa lỡ lỡ vậy. Nó có một loa bass 20, một loa mid và một loa trep titanium này quý vị. Đây, đi quay cận cảnh quý vị nhìn nè. Lỗ thông hơi nằm ở phía trước đó. Bi thấy những cái dòng JBL mà Bi bán dòng cổ thì thường hay lỗ thông hơi nằm phía sau, nhưng mà dòng này thì nó lại nằm phía trước nha. Phía trước nha quý vị. Nghe nhạc, nghe nhạc cực kỳ ấm quý vị. Bi rất thích dòng JBL, cực thích dòng JBL. Chúng ta phối ghép mà hợp thì rất là hay quý vị ạ. Đôi loa này nó có chiều rộng là 31, chiều sâu 21, và chiều cao của đôi loa này là 66 nha quý vị. Và nó được sản xuất tại Mỹ, Made in USA nha quý vị. Đôi loa còn rất là ok nè quý vị, cũng rất là nặng á. Đây, model nè, LXE770. Trở kháng của nó là 8 ohm, độ nhạy 90 dB, công suất 150W trên một thùng. Bi đang dùng cái trạm mỏ chim nè. Dòng loa này nó dùng trạm mỏ chim nha quý vị. Đây cái dắt của nó này quý vị, cái trạm gắn nè. Quý vị, dòng này chúng ta karaoke thôi nha, xin lỗi, nghe nhạc thôi nha quý vị. Nghe nhạc thôi nha. LXE770. Nghe nhạc thì hôm nay Bi sẽ phối với một âm ly Lossman nha quý vị. Phối một âm ly Lossman. Và âm ly này thì Bi cũng đã bán rồi. Lossman còn mức giá đôi loa JBL LXE770. Bi bán mức giá 7 triệu đồng. 7 triệu đồng nha quý vị. Loa bass của nó là 20 nha quý vị. Một bass, một mid, một trep. Đầy đủ bao quay nha. Và bây giờ Bi sẽ test một bản nhạc trữ tình quý vị nhé, để quý vị nghe được cái chất âm của cái dòng loa LXE770 này. Xin mời tất cả quý vị. Từng đường sẽ vô thăm từng nhà.
lại thành dòng suối về ngọt quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim mãi bay đi muôn phương, đem về mong xanh nhiều trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi chọn cuộc tình.